giòn 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 nè nè nè, giống như da da heo quay, giống da heo quay của anh. Nó mình đây đây đây, mới chính thức nè, nó cháy lên oxy quá hết trơn nè, trời ơi oxy quá lên xanh luôn rồi nè. Ừ, đúng rồi, là cháy lớp trong cùng luôn rồi. Ừ, chỉ là xài một loại duy nhất mới lớn thôi các ba hả chú? Đúng rồi. Xưa ở đâu anh chị em có cái trời ơi. Trời ơi. Gì từ món hết trơn vậy? Giống như cái mô tô lết đi lọc. Dạ. Cái máy đọc lạ Bình Dương đi trời. Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình nha. Hiện tại thì mình đang ở chỗ của anh Lộc máy cổ. Thì hôm nay mình sẽ quay cho các bạn và mọi người cùng xem là một cái máy cưa thời của Liên Xô, của Nga. Thì máy là hai thì nè, còn các thông tin còn lại thì anh Lộc ơi, nói giúp em đi anh Lộc, sản xuất năm nào đó. Động cơ này là máy của Nga, được sản xuất vào tháng 2 năm 1965. Máy này là máy của quân đội. Dạ. Là máy cưa lam 1m2. Nhưng bây giờ là không còn cái lam hết anh, chỉ còn cái đầu máy cái không hả? Lam người ta cắt rồi. Giờ cái máy này 58 năm rồi. Vậy là nhiêu? 1965. 58 năm, 58 năm về trước đó các bạn. Cái này chen cái trục bô gió không? À cái chỗ mà gió là mát cho cái lồng đó hả? Đúng rồi. Ừ, mình nhìn cái phía trước rồi các bạn. Nó dán dùng một chục bô hoặc là cái bơm thứ của bơm nước á. Dạ, đúng rồi. Vậy là cái con này để ở đâu mình em không thấy. Để đây nè. Cái gì là thọt cái máy khoan hả? Đúng rồi. Hèn gì nãy giờ mình đi hoài không thấy cái bô lăng giật hoặc là củ đề nha các bạn. Bây giờ mình sẽ quay chi tiết cho các bạn xem nè. Cái này thì cái bình xăng đây là bình xăng. Nó tương tự như là nhớt. Ủa vậy là nhớt nó trong cái ống cây luôn nhớt hả? Là nhớt ca lam, đúng rồi. Ù độc các bạn. Đây ga lam là bên cái tay nào hồi nãy anh nói quên, cái tay đây hả? Mình bóp cái này là tay ga. À còn cái này là ga nhớt. À, khi mà mình bóp là nhớt nó sẽ xuống cái lam hả anh? Xuống cái đường dây đây nè, nó sẽ có bơm lên đây nè. Đúng rồi, nó bị đứt cái ống này các bạn đó. Thì cái bên đây là cái bình xăng con. Bình xăng con mà nó giống như là cái gì của cái hãng Yamaha đó, mình thấy quen mình nói cái thôi. Da bơm. Dạ đúng rồi, da bơm, đúng cái bơm, cái da bơm á. Cái này nó xài kiểu bình xăng Samovilet á. Đây là vẫn còn thờ dít lửa hay là IC anh Lộc? Nó dít lửa. Năm hết rồi. Năm mươi mấy năm trước là vẫn còn những cái thịnh hành dít lửa các bạn. IC thì nó chưa có phát triển lắm. Đây mình sẽ qua đây cho các bạn xem cái lam. Cái nhông mà kéo lam nè. Ù. Rất là nặng hả các bạn. 2 thì thôi. Đây là cái bô, còn đây là cái chữ của cái chữ Nga nè. Đó. CCCP, giống như là nếu mà chữ P này nằm trước là phòng cháy chữa cháy đó các bạn. Đã tháo ra được luôn kìa. Nó được chích tháo ra được. Cái đầu máy với cái tay cầm thì nó được tháo rời luôn các bạn. Lọc đó ta. Dòng tua này cao không ta? Cao, 6.500. 6.500 tua hả? Dạ. Ghê vậy trời. Nổ chắc nghe kinh khủng khiếp lắm mà. Giờ đang dặn nó cái đồ độc lạ Bình Dương. Ủa ngày xưa ở đâu anh chị em có cái trời ơi. Trời ơi. Gì từ món hết trơn vậy? Giống như cái mô tô lết đi lọc. Dạ. Máy đọc lại Bình Dương đi trời. Rồi, đâu có sao nó từ món hết trơn vậy? Dạ. Nó giống như phế liệu rồi đó. Cái bố này là mình đâu có thể gọi là bố ba càng á, này bố không càng luôn rồi. Đồ độc. Cái bố này rất là độc thiệt chứ. Cái màu này màu zin của máy luôn nè chứ. Rồi, ra đồ món hết trơn rồi. Ra cái. Trời ơi. Lần đầu tiên mới thấy cái máy này luôn. 58 năm trước. Cái máy này ngày xưa là mấy người lính đồ đến cái... từ Nga là nó vậy đó các bạn. Cái lá bố này nhìn kỳ, nó lạ Lộc. Nhớ, dạ. Giống như sàn nhớ 40 vậy.
hình như là sắt nó cọ vô sắt luôn á chứ không phải là lá bố nữa nè. Dạ. Quá hay luôn, mấy chục năm trước mà suy nghĩ ra cái này các bạn. Vậy là Nga sản xuất luôn ha. Dạ. Cái máy cắt cỏ nữa ta. Ơ lộn, máy cưa cây. Rồi, bây giờ thì mình tiến hành tới cho chú vô làm. Ở bên trong này thì nước sơn các bạn thấy đấy là nó còn mới tinh luôn ha. Dạ, để đưa cái khoan vô. Ở đây cũng có sẵn cái đầu khoan đó chưa? Dạ, chút chế. Lấy đầu ngốc chấm một gùi nè. Rồi. Nãy cứ nói là sản xuất ngày mấy tháng mấy nhớ không? Rồi. Đó, bây giờ thì review xung quanh các bạn xem. Thì bây giờ anh Lộc chỉnh lửa rồi xăng cộ rồi gáp lại để mà khởi động cho các bạn cùng xem cái tiến bộ của cái chiếc máy độc lạ đến từ nước Nga nha các bạn. Mọi người mà muốn quan tâm sở hữu cái máy độc lạ đến từ Nga này thì liên hệ cho anh Lộc ha. Số điện thoại là mình sẽ để ở trên đầu cái video góc bên tay phải. Nhìn cái bình xăng này giống như là cái cà mơ nước mà của mấy chú bộ đội ngày xưa đi trong rừng á. Này chắc nghĩ anh nghĩ là bằng thời này là chắc mình nghĩ bằng thau, bằng đồng luôn chứ không có bằng nhôm đâu. Đây, đây bây giờ thì con chú ha. Sẽ vô ông làm thịt. Trước tiên là mình làm gì vậy? Trước để cho nó chạy chú. Chín lửa. Rồi. Dạ con mời chú. Đây là ba của anh Lộc bên nhà các bạn. Chú phải chín á. Nó đầu lẻ. Cho chú nghiên cứu này. Ảnh về máy xăng thì ảnh hay hơn rất là nhiều bậc thầy. Nhìn cái máy như cái chục bô của chú ha. Ừ, giống chục bô thiệt chứ. Dạ, giống chục bô máy Cumin đó chứ. Ngẫu đời. Không, Cumin nãy giữ tóc không? Bỏ tính bỏ chạy chân à. Kì vậy? Ừ. Tôi mới vừa chấm cục đề vô chơi thôi. Lăn nó còn là cái này lăn bê tông hả? Còn, cái này máy còn. Máy còn im chú. Còn im. Hồi nãy anh kêu lại rồi tính ỉa quần hết rồi. Giờ hiện giờ lửa lạc rồi hả? Không có lửa. Mình tháo rồi chín lửa cho chạy. Rồi tháo chín lửa chạy. Mày lấy đồ đi mày. Mày lấy vô chín đi. Để cho chú cũng coi rồi nha. Cái này nó xài IC hay là dít lửa nữa chú? Cái này đời cũ này dít lửa không? Dít lửa không IC đâu. Một cái máy này nó đề hết ta sợ sao nó không chế giật cái chú? Rồi, chưa nó đề. Ít giật lắm. Dạ, sao mà cái này nó có đề nè. Như vậy là mấy cái anh mà hồi xưa mà đi vô trong rừng á mà muốn khởi động là phải cần một cái máy phụ rồi. Đề này thì nó có cục đề nhá. Có nó đưa vô đây nè, đưa cái máy khoan ở đây nè. Dòng tua nó tới 6.000 dữ vậy trời. 6.000 dữ. Ừ, 6.000 mấy cái chữ Nga. Hai thi mà. Xong mình vẫn phái cái bộ phận thì các bạn nhìn cái bộ chuông, cái bộ bố của nó nhìn thấy nó là nó rất là sắc sảo ha. Nhớt này xài chắc có 90 quá, đặc quá. Mấy chục năm về trước mà các bạn thấy là những cái này là nó tinh tế cái cỡ này nè các bạn. Đây. Cái này rất là dày dặn và chắc cú luôn. Dở lên. Coi coi ông chú sẽ khắc phục khôi phục tháo gỡ tất cả hai thứ ba thứ. Cái này lao đây để nó vô. Lâu đời quá không biết mình chữa chạy hay không đi chứ nhiều khi nó cái máy đến từ Putin nó không có đồ sửa sao. Này đúng là đồ cổ hả chú? Đồ cổ đúng rồi, nhiều khi nó không có đồ để mình sửa chứ không có chơi đâu. Nhiều cái đồ cổ nó cũng độc lắm. Vậy. Mình không có dám định chắc được. Dạ. Nào giờ chú chưa thấy cái máy này luôn hả chú? Không thấy. Ông năm nay nhiêu rồi? Nay 56 rồi. 56 mà cái máy 58, vậy là cái máy lớn hơn chú 4 tuổi. Lớn hơn rồi. Ồ cái đầu banh nó đã hay trời. Ồ cái đầu nó đã hay chú. Hả? À. Tháo ra tròn vo đã hay chú. Tháo ra tròn vo. Nhìn như một cái trái khóm bị gọt ra luôn. Nhìn nè. Độc trời. Ồ cái lỗ gió kìa, cái lỗ gió nó thổi vô cái này. Ở trong y có lồng đền trong của nó còn mới chát hả chú hả? Nhìn nó xinh rồi. Gớp miếng lồng đền cho nhỏ này. Còn chú cũng tháo ra hết rồi bên tòa trong. Tháp. Cái này tháp hả chú? Tòa tháp. Tòa tháp hả? Y chang cái đầu của thằng ninja luôn. Nó tròn à. Máy ninja hả? Ừ. Quá trời cái đầu. Này tu ghê à. Cũng khiếp. Rồi cái lam ta tháo lại hả? Đúng rồi. Cũng ta phải còn cái lam luôn yêu quá. Nhìn cái ông này thì giống như một cái bình xăng của một chiếc xe mô tô á. Đồ nhỏ còn. Xài chung xe mô lết. Ủa cái này chắc đồ của nó không có bằng sắt đâu hả chú? Nhôm với lại thứ gì không à? Mình thấy hiện tại bằng nhôm nè. Dạ, yeah. Không có thấy cái nào bằng sắt hết trơn. Có cái cây này có thể bằng ống tiếp nè, ở bằng sắt nè. Em thấy nhẹ quá, không phải đâu. Là sắt đâu. Cái này em nghi bằng nhôm luôn á. Máy này
đá thiệt chứ. Mong mong qua chừng đồng rồi chưa đó. Đồng lúc luôn á, đồng lạnh. Dễ hiểu à. Ừ, đồng dễ hiểu. Nhìn thấy chống sắt của chú. Này thuộc, nếu mà thuộc pháp là đồ đồng á. Ủa này nghe chú rồi. Nghe ha. Dạ dạ. Nghe cũng độ cũng lâu năm rồi. Dạ. Thời gian đồ cổ rồi. Ông chú 54 tuổi sửa cái máy 58 năm. Nghe cái lỗ này để đút vô luôn thấy không? Ừ. Dữ thiệt. Dạ, thôi pha pha. Chú không tháo đồ món ra. Hồi chắc bán phải liệu luôn á chú. Chứ không kể bán phải liệu luôn. Để coi rồi. Giờ là mình tháo ra coi coi cái gì ở bên trong trước chú. Rồi mình tháo ra mình dòm vít lửa coi nó bị dơ quá là nó mất lửa. Mình làm cái vít lửa trước. Đúng rồi. Có lửa rồi, là nếu như cái vít lửa mà nó ok thì bắt đầu tới bình xăng. Mình đưa mugi vô. Đúng rồi. Mình dịch. Cái này nó cũng vẫn chạy là lít xăng 2 nắp nhớt đồ hả chú? Như mình đúng rồi, nó thì nó cũng qua lít xăng thì cũng 60cc. Dạ. Giống như mấy cái máy hay thì khác. Ủa hình như là cái bình xăng con này là có phải là xài da bơm này nó bơm lên bao nhiêu xài nhiêu chứ đâu có phải là nó có một cái chén nhỏ phải không chú? Đúng rồi, nè. Này xài da bơm. Đó. Là bơm nó bơm lên bao nhiêu là nó xài bao nhiêu thôi. Đúng chứ rồi. Nó không có đựng lại như là những cái máy 4 thì có cái bình xăng con nhỏ. Đúng. Cái máy này ấn tượng cái đầu ở trên này nè. Rồi, giờ mình thấy mắc cười quá. Nhìn nó tí tí. Tôi có nói đồ món đã rồi trời. Ôi ôi các bạn thấy cái phần bu ly kìa. Coi coi nội thất bên trong. Quá trắng luôn các bạn. Cái máy này như cái máy bay chú ha. Quá trời mới quá lạ. Trời ơi xài ốc mà ốc này cái nữa trời. Cái thứ này sao gỡ chú? Vít vít hai ke. Vít này là vít bắt êm ăn. Vít êm ăn. Bắt cục 500. Cái này thì nhìn này nó tương tự như cái này đây mình sẽ cho các bạn so sánh ha. Đây. Mình sẽ cho các bạn so sánh nè. Cái ông này là cái ông bơm nước, cái tu hít. Mình tạm gọi là cái tu hít bơm nước á. Còn cái ông này là cái chỗ làm mát cho cái máy. Nó nhìn nó giống, phải nó là nó giống cực kỳ thiệt chứ. Quá độc lạ. Đến từ nghe mấy chục năm trước mấy anh kỹ sư chế ra mà những cái động cơ này là cũng nổ não nát đầu các bạn. Còn những anh kỹ sư bây giờ là chủ yếu copy lại và cái nguyên tắc thôi. Tốt phải ho xuống mũi. Lúc đầu đã luôn lạnh. Trời ơi, kiểu tiêu chảy mới chết đi chứ. Ủa cái này hình như ủa nó xài đồ lẻ nữa rồi. Chắc có 17, đá này chưa có chưa có 17 vô lấy mới được. Nó là con ốc này nhức đầu đi chứ. Cái này là giống như cái móc gài mà để cho cái máy kia nó đề các bạn. Hai bên mép thì có chìa khóa. Chặn giống như là chặn cái mâm đề của một chiếc xe Honda vậy. Rồi chú kia thì đi kiếm đồ nghề xong rồi tới anh lọc anh lợi nha. Kiếm chưa phải 17 nha, 17 hư. Làm cái kiểu này thì gói não thiệt chứ. Hoàn toàn bằng nhôm hết trơn luôn nè. Nhôm nhôm hết trơn. Tay đau luôn. Nước có phải lao được không, lao là nó dính lên chứ nhắc luôn. Nhìn cái đầu ở trên cái chỗ mà làm mát á, nó chưa có đóng bụi luôn là chứng tỏ là hồi đó là chưa có xài nhiều á. Nếu mà một cái máy cưa mà chạy mà cưa cây á là bụi nó vô đó rất là nhiều á, mà máy nó còn rất là sạch. Nghe cọc cọc đá lọc. Máy này nhức đầu quá. Xe hơi đó hả? Thôi nó còn kính dữ người ta. Dữ lắm mà máy này còn ngon, nói chung còn ngon. Máy này còn ngon hả chú hả? Ngon. Theo chú khả năng là mình bữa nay có chạy được không chú? Cái đó cũng quay tùy phụ thuộc đồ, coi nó có đồ hay không đấy. Để coi cái mặt chân trái gì đi không biết. Đụng với ông chú mà không cho chạy thì ông cho chạy luôn, không chạy. Thấy cái búa nhỏ gõ gõ vậy? Mở lết nè chú, mở lết nè. Này pháp sư đụng vô. Nào. Này có pháp sư phải không? Nó cảo ra mà nó bị cắn vô luôn á. Ừ. Rồi mòn gan cái này lát mình bắn ra anh chàng. Nó cái bên kia chú, bên cái tay kia nè, bên đây nè. Đây. Ừ, đúng đó, rồi, dứt gan đó ra. Là tại nó ấy mà nó bị quẹo quá chứ đâu quá. Đúng rồi đó, đúng rồi đó, đúng rồi đó. Đó. Kiểu kia dễ không chú? Rõ dạ chú. Thấy rồi. Dạ. Cải qua đây có mình gịch về bên kia. Đúng rồi, bên đây chọt qua nó mới ra cái khoe nó bắt lại mà. Dạ. Đồ này có ẹt luôn. Cái sốc nó kỹ quá.
thấy tình hình căng quá chú ơi, con không biết nó chạy không chứ con. Dạ, nãy ở dưới lên đó chú, ở dưới còn dưới nó còn cong nữa. Bởi vì ở dưới này rồi đi nãy đây. Quá trời nhức đầu cái vụ máy nè. Nhỏ mà có vỏ. Rồi ok, ngon. Ok đó. Ý là cái máy nhỏ xíu là mà người xưa còn phải trang bị những cái bảo hiểm như thế này nữa các bạn. Sợ nhiều khi chạy dưới có tua cao quá con ốc nó bị tuôn ra, cho nên là phải gài cái phe này lại nè. Quá kỹ. Dạ. Trời ơi. Cỡ cái bộ lăng này ra là cũng là một cái thử thách cực lớn đó các bạn. Nãy giờ là thử hai ba cách rồi mà nó chưa ra nữa nè. Tại vì nó thiết kế cái kiểu này là không có chỗ mà mình để sử dụng cái cảo ba chân đó, bám vô được. Giờ là phải chế cái kiểu này nè. Ôi, thấy mèo gần quá chú. Bởi vậy. Mèo quá cũng ớn thiệt. Ớn ớn là nó tuôn lát nữa mình không có sử dụng được. Dạ. Bởi vậy. Leo gần cái thôi vậy. Cái mình có mấy mài, mình mài cái này bớt chút chút. Dùng đủ một cách luôn các bạn. Phải dùng cái con này nè. Bỏ vô để mà cảo ra. Chế luôn, cảo chế. Bây giờ xem bên trong coi nó hình thù thế nào. Tháo ra để coi cái lửa đó, chú. Rồi tháo ra coi lửa rồi. Đó. Rồi con này nhức đầu như trời như bánh tét chú. Wow, cái bánh trớn nó nhìn đẹp. Nè thấy không, nè nãy tôi nói mấy ngốc dặn qua lăng đó. Dạ. Sáng giới hả? Nhìn bên trong phải nói là ủa sao cái cuồng điện tôi thấy nó có cái hiện tượng gì kỳ vậy ta. Đúng rồi, thấy không. Hiện tượng thấy sai vậy. Nó không có được sáng mà đó. Hiện tượng này sao giống cái bánh gỗ cuốn quá vậy trời. Thấy không biết có hư không mà sao thấy nó ở trong nó còn mới chát ha. Nổ nổ rồi nè. Dạ thấy nổ phồng lên rồi nè. Vậy là chưa át cái máy nào phải chạy được nữa đó. Thế mình đổ gì vậy? Sợ chưa chạy được. Bị cháy quá. Con số 86 đây nữa trời. Mai từ đó. Mai đầu đầu quá. Cái dít lửa này nó cũng không giống ai luôn nè các bạn. Nhưng mà được cái là đồ nó mới. Cái vù lăng này nè hình như là mình thấy không đóng bụi luôn nè. Máy này giống ráp vô rồi bỏ luôn thì. Cái kẹt 500 đó các bạn. Nhìn nó giòn ha. Mờ coi. Cái này đã. Rồi ông này thì mình nghĩ là chắc si ba chao cái hiện tượng gì quá xấu rồi. Nè, nhìn cái bánh trớn nó nè. Quá trời đẹp. Các bạn nghe nè. Nó gắt gắt. Trong nó chưa có bụi gì trơn. Cái máy còn bề hình, nói chung là hình thức quá đẹp mà bên trong lại có một cái máy này lỗ nhỏ này nha các bạn. Bị ung thư rồi nè. Cái này nó giòn nè, nè. Giống như da heo quay. Giống như da heo quay các bạn. Rồi, không xong rồi để dư. Thì chờ chú có cái cách nào nghiên cứu khác không nha, chứ mình nhìn thấy cái này nó rồi. Giống dây heo quay rồi. Giòn không anh? Giòn, cái này căng à. Đó cũng chuyện à. Bây giờ mới sao đây. Đợi chút xíu là chú sẽ giải quyết sao. Còn riêng cái phần hơi, phần bình xăng này kia thì bao đẹp rồi. Chỉ riêng là cái cục điện này nó đang bị trục chặt chút xíu ha. Nhìn cái sắt thép nó nhìn. Cục điện này mình nếu mình có đồng hồ mình đo mình biết nó sống chết được không chú? Có đồng hồ điện mình đo. Đo có nhầm khi cũng khó biết à. Dạ. Nó mát rồi nó vẫn lên bình thường á. Dạ. Chạm hả chú? Đúng rồi. Bây giờ là chú sẽ đánh răng cho cái vít lửa đó trước ha, cho nó sạch răng cái. Lâu ngày không xúc miệng ha. Dạ. Giờ xúc miệng. Giật chạy cái ngã ngửa đó chứ không có chơi à. Ủa nãy mà không thử giật luôn trời. Mình có lăn tay nãy là nó không có phát ra lửa rồi mình giật cũng như không. Dạ. Bây giờ mình qua khâu mình chùi vít lửa trước. Dạ. Chắc ngày mai quá chứ. Nếu mà cái này mà chết mua pin này đó là mình phải quắn rồi đó. Dạ. Mà chỉ đây mới biết quắn cái này thôi chứ ngoài ra chỗ khác chưa ác. Căng quá. Cái này là 50 Dạ. Biết về nãy ở nhà nhậu ở
hy vọng là nó sẽ không bị cụ điện như các bạn, để mất công quắn cái cụ mới. Thì một cái nữa là nếu mà nó tiếng cổ mà quắn mới thì nó mắc gì chứ, mắc gì hả chú? Mắc gì? Bây giờ là chú mài lúa găng lại cho nó sạch sẽ. Nếu mà mình quắn lại nó cũng bền lắm á. Dạ. Mà cũng giỏi mới quắn được chứ không giỏi quắn ba thứ này làm sao mình biết được. Này mấy cây sư chế giờ này chắc nó chết hết rồi. Nó lớn tuổi hơn chú mà. Vậy chứ cái máy này hiện tại giờ là 58 năm. Mà cái người kỹ sư mà sản xuất ra được cái này thì nếu mà tài cao thì cũng 20 tuổi mới thiết kế được cái mẫu này. Đúng thì rồi. Bây giờ là cũng 60 mấy 70 hả chú? Đúng rồi. 80 tuổi rồi. Mà biết đâu còn chú. Nhiều người sống thọ rồi sao? Mấy ông sống thọ này chắc mấy ông không nhớ lợi cái máy này để ông sửa đâu. Bây giờ mình theo chú là cái ông mà chế cái máy này không sao chú? Chắc ông quá cố rồi đó. Quá cố. Bây giờ mình bỏ vô lăng cho mình lăn tay thử có điện chứ hả chú? Đúng rồi. Nó hít cái khó vừa quá. Có cục hít ha. Cái máy này cũng đơn giản. Mà công nhận cái máy này còn quá mới. Nó khít khao mà mình vô rất khó. Dạ. Nó hít với mấy cục 500 tùm lum nó hít vô đây. Dạ. Hít cái mình khó vô. Đụng đụng nha. Đúng đúng nha đúng rồi. Rồi quá. Vô. Rồi mình bắt lửa thử cái cây. Chú là ổng không sợ điện giật luôn đó nè, có cái tay ổng giật giật nè. Ồ, nó hơi hộc hộc dữ nè. Hơi hộc hộc. Sao chú? Lửa lại không chú? Cái này là thấy không im rồi, này lửa không im. Chết được. Không có giật luôn hả chú? Rồi, xong. Xong. Thấy rồi, xong rồi. Rồi, ông chú cũng bỏ chạy cái máy này luôn các bạn ơi. Chú là thợ kinh nghiệm mấy chục năm mà phải ông kiến vô nhìn ông như giáo sư vậy mà ông còn không biết được giờ. Cái này nếu còn điện mình quắn là chắc cả ngày luôn á chú. Làm thì cũng mau. Trước đầu chứ trời. Thời mấy anh Liên Xô. Cái máy thì các bạn nhìn thấy cái nội cái vô lăng này thôi là đủ đánh giá mà cái máy nó còn tuy rằng là sản xuất cách đây là mấy chục năm thiệt. Đó, nhưng mà cái độ mới mà cái độ mà nó hoạt động thì đâu gọi là bao nhiêu đâu mà vẫn bị hư bình thường. Và nếu mà có máy cưa mà hoạt động nhiều là những cái chỗ mà cánh quạt gió này nó hút làm mát mới là bụi rất là nhiều mặt cưa nhà máy nó còn sạch trơn luôn. Cái cục trên này là cục pin hả chú, rồi cái cục dưới nữa. Con thấy một cục ở dưới cục xanh xanh đó nè. Cục này là công tăng xe tưa. Cái cục đó để lượt điện cho cái tiếng máy nó nổ im. Công tăng xe tưa ha. Cũng bài bản. Cái cục đó khi nào mà nó có gặp sự cố không chú? Nếu mà nó có lỡ gặp sự cố máy vẫn đọc chạy bình thường ha. Lên ga nó không có lên. Như cục heo quay cháy giòn dưới này bị cháy vậy. Nát hết trơn các bạn. Nó giòn kìa. Cháy vậy. Giờ ông kéo này là thấy không lên. Hết lên. Rồi giờ chú tháo cục đó đem đi đâu giờ? Cái này mình quấn tại nhà. Quấn nhà lại ha. Vậy là bữa nay là đầu hàng ha, vô điều kiện ha. Cũng có thể làm kịp. Dạ. Bây giờ thì chú sẽ lấy cái cục pin này vô trong kiểm tra lại. Mà mình chắc cú là sẽ mổ ra để quấn lại ha. Nếu như trong hôm nay kịp, chú quấn kịp thì mình sẽ tiếp tục quay cho các bạn cùng xem luôn. Còn không thì chắc mình sẽ đợi khi nào mà chú quấn xong mình sẽ trở lại đây quay tiếp tục cho các bạn xem nha. Giờ thì bên trong thì quá mới mà cuối cùng anh đó lại phản đam các bạn. Bây giờ ông chú ổng mổ ra để mà quấn lại các bạn. Thì đây là cái phần mà được mổ ra nè. Dây điện thì phải nói là nó mịn. Đây máy chính thức nè, nó cháy lên oxy quá hết trơn nè. Trời ơi. Oxy quá. Lên xanh luôn rồi nè. Đúng rồi. Là cháy lớp trong cùng luôn rồi. Nó nhão luôn nè. Đó oxy cháy quá. Cháy núi luôn rồi. Lên màu xanh luôn rồi đó. Xanh lè luôn rồi. Đau quá nó bị tiền. Ủa cái dây điện này mịn quá mình quấn cực các chú. Hay là mình chơi lên dây bự. Hay mình chơi dây bự. À mình độ lại ha. Đầu dây mối nhợ là ngay chỗ này. Đúng rồi. Đầu dây mối nhợ ngay đây. Châu gác bếp. Như này chết trong chết ga mà.
Rồi bây giờ mình sẽ chờ chú quắn. Rồi. Không có giống như là chơi loại cũ đâu mà mình sẽ độ lại bằng cái cọng dây đồng bê lớn luôn các bạn. Rồi, lên tua luôn. Dạ. Mình sẽ chờ chú nha. Bắn bao lâu chú? Bắn này chắc cũng tiếng mấy đồng hồ. Nè nè, cháy vô này cháy mới dữ nữa nè. Cháy đen luôn, xanh luôn. Rồi cái cọng dây điện ở trong chà bá mà còn cháy rụi luôn rồi kìa. Dạ. Thôi bây giờ mình sẽ chờ chú, có gì mình sẽ quay trở lại tiếp tục cho các bạn cùng xem nha. Bây giờ chú đang quắn lại nha các bạn. Chỉ là xài một loại duy nhất bê lớn thôi các bạn hả chú? Đúng rồi. Đó. Đây là chú ba của anh Lộc ha. Ở đây là... Ủa, nãy giờ em tưởng tí anh Lộc chứ. Rồi quắn ok chút xíu là mình sẽ cho có... chút xíu nữa là sẽ chú gắn vô rồi này về có máy nó chạy cho các bạn mọi người cùng xem cái tiếng thời Liên Xô nha các bạn. Đây là cái cuộn dây đồng mà chú mới quắn xong ha các bạn. Rồi, bây giờ chú thả vô câu dây điện, dây mát với dây kích xong, bây giờ là chỉnh cái ít lửa là cho nó thêm một phần nào đó về điện ha. Thì sau khi mà ba của anh Lộc quán cái cuộn điện đó đó thì bây giờ là chú cũng đã mệt ha, tới phiên của anh Lộc vô mà lắp gáp để mà thử lửa để cho cái cục này nó chạy nha các bạn, tại vì nãy giờ quán thì cũng mất hết 2 tiếng đồng hồ á. Anh sẽ dùng cái máy khoan để mà khởi động cái cục máy này nha các bạn. Đủ ta ghê vậy. Quá xịt xăng thôi mà đã chạy đó các bạn. Dạ. Nên nếu mà vậy nè, nó giặt ngược lại thì banh nó vàng nè, lấy tầng thứ hai nè. Đó. Rồi, bắt đầu thử. Bơm xoay vô chút lên chưa anh? Đó, bắt đầu nè. Rồi không? Vàng. Rồi nói kiểu này mới quyết này chứ. Chút xíu điện mới lên, đợi con mép. Rồi, nó đụt. Ok. Xăng thì được bơm xăng cơ nha các bạn. Cho vô cái chai luôn á. Cái chai này chưa pha. Cho nhớ vô cái tại bị dở quá. Chữ gần. Rồi quá đó chị. Đụng với tay lỏng thì chỉ có đường mà chạy thôi chứ không đường nào không chạy hết. Rồi tiếp tục. Bơm bên chưa? Vứt. Kiên cố đó các bạn. Ừ, nó xức cái mu ri ra hoài luôn. Cái máy FPV. Thì nói chung là mình cho chạy thử trước mà. Dạ. Đúng rồi. Đó, nữa nè, chơi nữa nè. Khoan. Đây để em dẫn công dây bugi cho. Đây lên đây, đây. Rồi ok. Bao dục. Dạ. Phục hồi sao? Tại cái bình xăng nó bơm nó mất giải. Rồi. Dạ. Rồi chơi nữa em, Bia không có xăng còn. Dạ. Máy này. Dạ, này từ máy ở đây đi anh công dây nhìn ta. Cái máy này chạy bằng xăng pha nhớt. Đút. Trời ơi, ông. Hai thì còn cái máy này thì chạy bằng bia qua với phụ mật. Dạ. Quá đau đầu cái máy này thiệt chứ. Rồi chơi đệ luôn, đệ luôn. Quá giận người đệ người bưng ép bia. Giữ vậy. Ép bia này bao ép luôn, đủ luôn, đủ bia. Là 1. Ba để tăng. Để tăng nữa hả? Thank you.
diện luôn các bạn ơi. Trời ơi. Wow. Anh hỏi tại cái mẹ luôn. Ảnh xịt. Ảnh ảnh xịt như chưa từng bao giờ được xịt chứ các bạn. Hỏi tại cái máy này chạy. Từ từ. Máy này chạy. Ủa lẽ mỗi lần máy này khỏi chạy mà mình xăng luôn phải không? Nó chạy mỗi lần mướn người bóp hả? À vô nè, bia nè, Làm lợi nha các bạn. Máy đi tiếp này cái hả? Bóp sướng không anh? Mỏi tay chứ mẹ. Bóp cái không mỏi à. Ừ. À vô nè. Quá dữ. Giải đẹp mấy cái lá thì. Cái đó là gãy sẵn rồi. Cái lá rồi. Không. Gãy sẵn rồi. Tại vì cái đó là nữa là mình mới xài cánh mũ. Tại vì nó chạy tự động nó gãy chứ đâu có đụng đâu. Chạy nó gãy Lộc ơi, nãy anh nhớ còn nguyên mà. Nguyên mà nó gãy vẫn nè. Thôi má ơi. Tại vì cái lúc mà anh cái anh mà chủ nhà đó anh cũng phá quá trời nè. Anh cái con này nè, anh siết cảo ra đó, nó do mà chưa dặn cái con ốc vô này nè, nó dúm đầu nó gãy mới nổi hơi máy bay trời. Nè, trở lại cái chân luôn, cởi nó nữa làm lại mũ cho người ta luôn. Nè, trở lại anh rồi em lấy tăng nè, anh bơm cho em cái rồi đúng rồi, bắt đầu thêm từ từ thôi. Ok rồi, chơi nè. Chưa từ 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 là phải cái cắt mới được. Từ từ đó, từ từ vuốt chạy được lâu rồi. Cái này em đề cái điện giật, cái này nhảy tưng tưng luôn á. Anh này thì nãy giờ cũng đang hóng chờ cái này vậy các bạn. Đó, cho nên bây giờ là được bóp, anh bóp khí thế luôn các bạn ơi. Vô nè. Rồi. Máy thì quấn lực cùng lửa là ba cháy rồi các bạn. Quá hay, quá hay. Đụng vô tay lọc chỉ có đường chạy thôi chứ không có đường thoát khỏi. Ok. Dạ, mình thì mình sẽ nói lại ha. Sau khi mà quấn cái cuồng điện lại thì sẽ sử dụng. Sẽ sử dụng ra cái cục bô bi sườn khác nha các bạn. Đây là trời, anh Lộc ở đây anh quậy nè trời. Thôi thì video mình xin kết thúc tại đây nha. Cảm ơn các bạn và mọi người đã xem video của mình. Thì nếu mà các bạn và mọi người nếu mà yêu thích máy cổ, máy cũ cũng như là những cái máy độc lạ như thế này nè, có thể gọi cho anh Lộc để mà tư vấn về các loại máy này nha. Số điện thoại mình để trên màn hình. Chào tạm biệt các bạn nha.